总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，成功的俯视骄阳，也错过人间万象。古墙里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。风轻扬，夏未央。林荫路，单车响。原来所谓爱情是这模样。就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏晴雨的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。Alo, Phi Phi hả? Sao vậy? Mình đang bận một chút. Báo cho cậu nghe một tin tốt. Thuật luyện rèn của cậu đã thăng cấp rất nhanh, nhưng cậu sẽ làm một chút. Như vậy mới có ý nghĩa chứ. Wow, Phi Phi à, không ngờ cậu giỏi thiệt đó. Tốc độ nhanh hơn mình gấp 10 lần. Không đúng, không đúng. Nhanh hơn gấp 100 lần luôn. À, còn nữa nè. Lúc nãy ở trong game, mình nhìn thấy vi quan của cậu rồi đó. Không phải chứ. Quỳnh ấy nói có việc nên đã mấy ngày không online rồi. Phi Phi à, đừng nói là Quỳnh ấy đã biết cậu không phải là mình đó nha. Tuyệt đối đừng nói. Nếu như Quỳnh ấy tưởng rằng món quà không phải là do mình làm thì không hay đâu. Quả nhiên là tặng quà cho Quỳnh ấy rồi. Cậu cứ yên tâm đi, mình thông minh mà, đã nhanh chóng né đi rồi. Vậy thì mình yên tâm rồi nè, Vivi. Cậu đúng là thiên thần hộ mệnh của mình. Lát về mình sẽ mua cơm thịt bò cho cậu. À, cái này thì không cần đâu. Chắc là hôm nay mình sẽ đi ăn tối ở bên ngoài. À, mình biết rồi nha. Bữa tối của cậu phải ăn cùng với đại thần Tiêu Nại đúng không? Ồ, mình hiểu mà. Có chuyện gì chứ? Chỉ là ăn cơm với Tiêu Nại thôi mà. Đúng là cố tình dần qua dần lại giữa hai người đàn ông. Lần sau đại thần của cậu rảnh thì đủ đi ăn cơm chung với nhóm mình nữa. Làm ơn nói chuyện nhỏ một chút đi. Không thấy tôi đang bận hay sao? Mình cúp máy trước nha. Có một tên thần kinh đang nổi điên kìa. Xin chào đại gia. Tạm biệt đại gia. Mèo cũng đã tắm xong. Nhân viên dài hạn này phải đi rồi. Khoan đi đã. Ai nói cậu được đi? Vậy còn phải làm cái gì nữa? Cậu đã làm hết mọi việc chưa? Sấy khô lông mèo chưa? Thêm thức ăn cho mèo chưa? Dọn phân mèo xong chưa? Sấy rồi, thêm rồi. Phân mèo thì chưa. Người ta nói không sai mà, chủ nào tớ đó. Cùng nhau hợp sức ăn hiếp tao chứ gì. Mày ra đây đi. Mày phải đợi tao về rồi hắn ỉ chứ. Mau ra đây. Cậu lại la hét cái gì nữa vậy? Tôi bị mèo cắn rồi nè, chảy rất nhiều máu luôn. Sao mà cậu ngốc vậy?
không sao đâu. Tào Quang, chắc là hơi đau một chút, cậu chịu khó nha. Cái này có tính là bị thương khi làm gì không? Như vậy tôi sẽ được bồi thường chứ. Tới giờ mà vẫn còn nghĩ tới tiền à? Đúng là người sao tên vậy mà. Rẻ tiền. Chửi tôi rẻ tiền, còn cậu chấp mắt tiền lắm hả? Cậu nói xem, liệu tôi có bị bệnh dại hay không vậy? Tôi còn trẻ như vậy, đang trong thời gian thăng tiến trong sự nghiệp nữa, đang yên, đang lành tự nhiên bị bệnh dại. Lỡ như bây giờ có gì bất trắc thì... thì đúng là ông trời ganh ghét người tài mà. Đây quả thực là một niềm tiếc nuối lớn của ngành công nghệ thông tin đó. À không, nói chính xác là ngành ẩm thực mới phải đó. Năm nào cà phê cũng đi tiêm phòng, tỷ lệ truyền nhiễm rất thấp. Trừ khi là... Trừ khi cái gì hả? Trừ khi là nó trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Được rồi, tôi đưa cậu đi chích ngừa. Mới đây mà đầu óc cậu bị virus dại xâm nhập rồi à? Còn ngồi ngay ra đó làm gì? Nếu tôi không đi chích ngừa thì có được không vậy hả? Hả? Không biết là tôi có thể dùng số tiền đi chích ngừa đó để trừ nợ có được không? Trời ơi, Triệu Nhị Hỉ. Lúc nãy tôi còn tưởng cậu là một dũng sĩ không quan tâm tới sự sống chết, nhưng không ngờ cậu là một người vì 5 tệ tiền chích ngừa mà bất chấp cả tính mạng. Cậu còn dám mở miệng ra nói hả? Cậu cái gì? Đi mau lên, bệnh viện sắp đóng cửa rồi. Trời ơi, xác suất mắc bệnh dại do bị mèo cắn là rất thấp. Người hay dẫm phải phân chó hàng ngày như tôi đây sẽ không dễ gì mắc bệnh dại đâu. Nhưng mà bây giờ tôi phải tiết kiệm tiền để trả nợ cho cậu đó. Xác suất có thấp đến đâu thì cũng phải đề phòng. Lẽ nào sinh mạng của cậu chỉ đáng giá 3.000 tệ? Có phải ý của cậu là chỉ cần tôi đi chích ngừa thì không phải trả 3.000 tệ nữa hả? Hả? Trời ơi, sao tư duy của cậu lại không thể phát triển nổi vậy hả? Mau đi thôi. Tôi không đi đâu. Thật sự là không thể thương lượng được sao? Cậu nghĩ xem, khi mà tiêm vào người thì biết bao nhiêu là tiền bạc sẽ đi ra và không bao giờ trở lại nữa. Âm thanh đó đau xót lắm, cậu biết không? Tôi cà thẻ cho nên cậu không thể nghe thấy tiếng. Mau đi thôi. Được rồi, ngồi đây nghỉ một lát đi. Thế nào mai nó cũng rụng mà. Từ từ thím mà. Nè Tào Quang à, tôi không thích chích ngừa đâu. Tiền đã trả rồi, thuốc cũng đã lấy rồi, bây giờ muốn bỏ chạy có phải là quá trễ không? Giờ tôi không trừ nợ nữa, chỉ là không muốn chích ngừa nữa thôi. Tôi thấy hình như chích ngừa có vấn đề, chích mũi nào là khóc mũi đó. Được rồi, đừng có quậy nữa mà. Sắp tới lượt cậu rồi đó. Con sợ lắm, con không chết đâu. Con sợ lắm. Con sợ lắm. Tôi không chích ngừa đâu. Tôi sợ chích ngừa lắm, tôi không chích ngừa. Cậu không chích ngừa có đúng không? Cậu có tin tôi lập tức gọi điện cho người giám hộ của cậu không? Tôi không có người thân nào ở Đế Đô. Địa bàn của tôi tự quyết định. Lại còn địa bàn của tôi tự quyết định hả? Trả lại cho tôi. Ngồi xuống đó chờ tôi. Trả điện thoại lại cho tôi. Cậu đi đâu vậy? Alo, Nhị Hỉ đó hả? Còn gì cần dặn dò nữa không? Tôi là Tào Quang đây. Tào Quang? Sao cậu lại dùng điện thoại của Nhị Hỉ chứ? Chuyện này kể ra dài lắm. Nhị Hỉ bị mèo nhà tôi cắn bị thương. Bây giờ tôi và cậu ấy đang ở bệnh viện. Nhưng cậu ấy một mực không chịu chích ngừa. Vết thương của Nhị Hỉ có nặng lắm không?
Vết thương không lớn nhưng bị chảy máu nên chắc chắn phải chích ngừa. Nhưng cậu ấy cứng đầu quá, tôi khuyên không nổi. Hay là cậu tới đây đi. Hai cậu đang ở bệnh viện nào, tôi sẽ qua đó ngay. Được, là bệnh viện ở khu Lam Thiên. Được. Hình như là không có nóng mà. Alo. Tối nay em muốn ăn gì? Anh sẽ mang đến. Anh không cần phải đến đâu. Hình như Nhị Hỷ bị mèo cắn, đang ở trong bệnh viện. Em phải vào với cậu ấy. Bệnh viện nào vậy? Để anh tới đón. Được. Cậu cứ đi theo tôi. Biến đi đâu rồi không biết nữa. Nãy giờ lấy điện thoại của tôi đi đâu vậy hả? Vivi, để mình xem vết thương coi. Mẹ của cậu đã tiêm phòng chưa? Đã tiêm rồi, nhưng vẫn có nguy cơ truyền nhiễm. Cậu nghe lời mình, chích ngừa đi. Hơn 1.000 tệ lận, 2 tháng tiền sinh hoạt của mình đó. Với lại mình nghĩ chắc cũng không sao đâu, sao mình phải lãng phí số tiền này chứ. Cậu phiền phức thiệt đó. Cứ trừ vào số nợ của tôi chẳng phải là được rồi sao? Cứ ríu ra ríu rít có giống đàn ông không hả? Lại còn gọi Vivi tới đây nữa. Số nợ gì? Thì lần trước tụi mình cùng nhau quay video tốt nghiệp, tụi mình đã làm hư máy DV cho nên là... Ê, không phải là tụi mình mà là cậu. Cậu, chỉ mình cậu thôi. Dù sao cuối cùng hai chúng ta cũng đã chia đôi mà. Và cậu ta đã ứng tiền ra trước, sau đó kêu mình cho mèo ăn để trả nợ. Cậu nợ bao nhiêu? Đã trả được 2.000 tệ rồi, bây giờ còn thiếu 3.000 nữa. Mình còn một ít tiền, hay là mình trả cho cậu trước nha. Không cần đâu Vivi à. Đúng rồi, ai kêu các cậu trả tiền chứ. Tên Tào Quang đó nổi khùng cái gì chứ. Không cần quan tâm cậu ta nổi khùng cái gì. Bây giờ cậu phải đi chích ngừa đã, mau lên. À, mình không đi đâu Vivi à. Nghe lời mình đi mà. Không đi. Mau lên. Vivi à, không phải cậu chứ. Chuyện chích ngừa cỏn con như vậy mà cũng gọi đại thần đến đây luôn sao? Có phải anh ấy đã gặp Tào Quang ở ngoài cổng rồi không? Tình hình gặp nhau. Ai trời, đột nhiên mình muốn đi chích ngừa liền á. Em cũng không biết tại sao Nhị Hỷ lại ở cùng với Tào Quang. Em bị sốt rồi. Lúc nãy giọng em trong điện thoại nghe không ổn lắm. Mặc nhiều vậy cũng không cảm thấy nóng hả? Em không biết mình bị sốt sao? Nhưng em không cảm thấy nóng mà. Vivi,
Vivi, cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chích ngừa xong chưa? Trời ơi, cậu đừng có lo cho mình. Để xem cậu còn sốt không. Hình như trán của cậu vẫn còn hơi nóng. Lúc nãy cậu đã bị ngất xỉu, làm cho mình và Đại Thần hết hồn luôn à. Vẫn còn sốt đó, ngủ thêm một chút đi. Trời ơi, bây giờ mình mệt quá, mình phải đi ngủ đây. Không làm phiền hai người nữa ha. Ngủ ngon. Mọi khi cậu ấy vẫn bình thường lắm mà. Cô bạn nhị hỉ này của em lúc nào cũng rất thông minh tinh ý. Nhiệt kế để ở đâu? Em lấy ra đi, đo lại lần nữa. Ba mươi chín độ. Sao lại tăng nhanh như vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy đã hết nóng rồi mà. Biết khuyên người ta đi chích ngừa. Còn em thì sao? Em mau vào phòng nằm nghỉ đi. Anh đi rót nước cho em. Anh không cần phải lo lắng cho em đâu. Thật ra là em không cảm thấy khó chịu thật mà. Dựa vào kinh nghiệm của em, cũng không cần phải uống thuốc. Sáng mai là khỏe lại liền à. Em nhắm mắt lại và ngủ đi. Anh cũng phải tranh thủ về sớm đó. Đi về đi, đi về đi. Lúc anh ra về, nhớ khóa cửa lại cẩn thận giùm em nha. Vậy anh về nha. Không phải chứ. Anh vẫn còn ở đây à? Em không muốn uống thuốc. Anh sợ buổi tối em sẽ sốt cao hơn, cho nên anh ở lại đây. Hình như là em đã khỏe hơn rồi. Em hạ sốt rồi. Anh đã suy nghĩ kỹ. Chắc là sau này anh nên mang em theo bên mình. Cái gì? Chẳng phải trong game em rất thích làm tùy tùng của anh sao? Cứ làm tiếp đi. Nhưng mà A Sản sư huynh đã giao nhiệm vụ cho em. Em vẫn chưa làm xong nữa. Mặc kệ cậu ta đi.
anh thấy đau lòng lắm. Game di động không tương thích với một số dòng máy. Sau khi điều chỉnh đã giải quyết được vấn đề này rồi, nhưng mà có hai dòng máy có lẽ do vấn đề về cạc màn hình. Cứ một lúc lại xảy ra hiện tượng màn hình đen. Trên thị trường thì hai dòng máy này khá ít. Tôi đang nghĩ chúng ta có thể bỏ qua được không? Tôi đã nói chuyện này với bên Phong Đằng là thời gian buổi họp báo sẽ được tiến hành vào cuối tháng 9. Nếu vẫn còn vấn đề gì khác, hãy nhanh chóng giải quyết đi. Trải qua hơn một tháng đẩy nhanh tiến độ, bản demo của chúng ta đã bước đầu hoàn thiện, nhưng vẫn còn một số điểm cần tối ưu hóa, chẳng hạn như là độ mượt và sự liên tiếp của động tác lúc giao đấu. Tôi thấy không cần phải nóng vội như vậy đâu. Độ mượt mà và liên tiếp trong động tác của chúng ta đã vượt qua các game khác rồi. Với lại là ngoại trừ cặp mắt thần thông của lão Tam ra thì có ai có thể nhìn ra được nữa, chỉ gián đoạn có chút xíu thôi mà. Dù sao tôi cũng rất có lòng tin sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này. Hay là chúng ta đợi sau khi tối ưu hóa rồi hãy làm. Để tôi làm cho. Thôi bỏ đi bỏ đi, cứ để đó tôi làm cho. Với lại anh cũng có việc riêng phải làm mà. Nhưng mà lão Tam à, game này là làm cho tất cả mọi người chơi. Vậy mẫu game của chúng ta cạc màn hình kém có tải nổi không? Vì vậy tôi định đẩy mạnh phép toán tối ưu hóa trong điều kiện truyền tải hình ảnh như nhau, cố gắng giảm bớt diện tích mô hình và độ texture. Nè lão Tam, trò tự ngược này của cậu tôi thấy hơi bị thoát tục quá thì phải. Cậu tự làm một mình đi ha. Nguyên lý không khó, muốn thực hiện lại rất khó. Thời gian thì eo hẹp. Tôi sẽ về nhà làm. Thời gian hơn một tháng cũng không đến nỗi eo hẹp. Hôm nay họp tới đây thôi. Phải rồi A Sản, có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút. Thời gian gần đây tôi không đủ người làm, muốn điều tạm nhân viên dưới quyền của cậu được không? Vi Vi à, cậu khỏe rồi hả? Phải, mình hồi phục rất nhanh mà. Tất cả là nhờ vào đại thần đã mang lại sự dịu dàng ấm áp cho cậu. Sai rồi, phải gọi là trị liệu tinh thần. Cậu biết không, hôm nay mình sẽ thấy được demo của nhóm đại thần xuất bản đó. Cái cô kia, chú quý giữ gìn hình tượng của cô đi. Dạ, xin mời dùng bữa. Ý của mình là hình tượng dịu dàng chứ không phải là nô tì. Nên nhớ là người ta hay nói vui thôi đừng có vui quá. Ủa, hôm nay cậu cũng đi làm hả? Đúng vậy, mình còn dự tính sau khi lãnh lương xong thì sẽ cho tên Tào Quang kia một trận. Sáng hôm nay mình đã chuyển khoản cho cậu rồi. Hả? Chuyển khoản là để cậu trả nợ cho Tào Quang, và sau đó mình sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất của cậu. Mau lo kiếm tiền đi, mình chỉ còn 600 tệ thôi đó. Vivi à, cậu tốt quá à. Lẽ nào cậu chính là trà sữa của mình? Mình không muốn được cậu tân bốc đâu. Nhớ là có chuyện gì cũng phải nói cho mình biết đó. Vivi à, được rồi mà, chủ nợ của cậu sắp bị ngạt thở rồi nè, bỏ tay ra. Mang đi. Chào Tâm Tửu, đã khỏe hơn chưa? Dạ, đã khỏe hơn rồi. Sắc mặt rất tốt nha. Hai cậu đó cẩn thận đó nha. Cảm ơn. Cuối cùng thì Tâm Tửu cũng đã trở lại, còn lão Tam cuối cùng cũng đã nhận em nuôi rồi. Sư huynh à, em xin anh đừng nói kiểu như vậy nữa có được không? Trời ơi, em đừng để ý mấy tiểu tiết đó. Anh đã chuẩn bị nước cam cho em, hàng ngày phải nhớ uống đó, đảm bảo cho em sẽ đẹp như tiên. Lão Tâm sẽ một lòng một dạ vì em. Sức khỏe em tốt hơn thì ăn gì cũng thấy ngon. Lúc đó hai người sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ vạn thọ vô cương. Nè cậu làm ơn bớt bớt giùm đi. Ôi trời, lão Tam cái gì chứ. Lòng dạ lão Tam là độc nhất mọi người không biết đó thôi. Tôi đã ngầm cảm nhận được Tam Tẩu sắp bị giày dò một cách dữ dội và mạnh mẽ hơn nữa. Đúng là nhảm nhí, lão Tam đau lòng nên mới như vậy thôi. Phải phải. Anh thấy đau lòng lắm.
Anh sản sư huynh à, em nghĩ là em vẫn nên hoàn thành công việc mà anh đã giao cho em lần trước. À, không cần nữa, không cần nữa đâu. Công việc là công việc, nhưng mà em vẫn cảm thấy là sử dụng chương trình gián tiếp sẽ có hiệu quả hơn. Hy vọng là anh sẽ đồng ý với ý kiến của em. Chuyện là như vậy, anh thừa nhận là anh cố tình làm khó em. Nhưng mà tại sao em lại mua thuốc cho anh chứ? Mua dùng thuốc đâu phải là chuyện lớn lao gì. Tam Tẩu à, em thật sự quá cương trực. Chỉ đơn giản là em an ủi cậu ấy một chút thôi mà cậu ấy đã như vậy rồi. Ủa, sao tự nhiên tôi lại ở đây vậy? À, tại vì Tam Tẩu nói là em ấy khát nước nên mình mới rót một chút nước cho em ấy uống. Thật ra mình rất là bận. Cái điện thoại của mình rớt ở đâu rồi ta? Giờ nghỉ trưa em tới phòng làm việc của anh. Dùng thời gian nghỉ trưa, anh sẽ giới thiệu một chút về bản demo game cho em. Dạ được. Đây là bản triển khai phong cách mỹ thuật của bản demo. Em thử thiết lập kỹ năng xem. Chờ một chút, thao tác này em chưa quen cho lắm, chơi lại lần nữa đi. Động tác này thật sự rất mượt, giống như người thật đang đóng phim kiếm hiệp vậy đó. Vẫn còn một chút khuyết điểm, sự liên tiếp của các chiêu thức nên cần sự tự nhiên hơn. Bây giờ ăn cơm trước đã. Đúng là hoàn toàn không nhận ra được. Anh ăn trước đi, em chơi thêm chút nữa. Nè, tiểu cô nương muốn mua gì, vào trong xem thử đi. Qua cài tóc chúng tôi vừa nhập đẹp lắm. Hả? Thái độ của ông chủ này sao có dễ nịnh bợ vậy ta? Em cảm thấy hơi giống Ngô công sư huynh nè. Cậu ấy là hình mẫu mà. Nè nè, không mua thì thôi, đừng có đứng đây cản trở người ta làm ăn chứ. Anh nè, NPC này công nhận thông minh thật đó. Ăn cơm trước đã. Anh, trí tuệ nhân tạo của NPC này phải nói là trình độ rất cao. Sao làm được hay vậy? Đây là trình viết code sâu rộng và phức tạp lắm, là một trong những điểm mạnh của chúng ta. Em cảm thấy game này khác biệt rất nhiều so với những game mà em đã từng chơi. Phải nói là cực kỳ sinh động luôn. Mỗi NPC trong game tất cả đều sống động y như thật vậy. Tôi lúc nãy mới chơi có một chút thôi mà em có cảm giác giống như lạc vào một thế giới mới vậy. Anh nè, với lại chiến đấu cũng rất đã nữa. Lúc nãy em vừa thử khinh công, rất nhiều chiêu thức nối tiếp nhau rất mượt mà. Thao tác đã khỏi phải nói, thực sự có thể dùng làm phim luôn đó. Hiện tại bản demo này còn nhỏ, chủ yếu thể hiện hệ thống chiến đấu, sau này còn thêm vào hệ thống game thủ sinh hoạt độc lập. Ý của anh là trong bản game mới này sẽ có một hệ thống sinh hoạt độc lập sao? Ừ. Và cả hệ thống chiến đấu nữa, một cách chơi hoàn toàn độc lập. Nó có nghĩa là sao vậy anh? Không lẽ ý của anh là khi người chơi vào game có thể luyện level chiến đấu và chỉ trồng rau hoặc mở tiệm thôi sao? Thật ra người chơi thuộc loại sinh hoạt chiếm phần lớn thị trường những trò chơi máy tính trước đây, luôn để cho hệ thống sinh hoạt làm phụ trợ, nghĩa là trực tiếp từ bỏ loại người chơi này. Game của chúng ta sẽ cố gắng hết sức mô phỏng thể hiện thế giới thực, không chỉ có chiến đấu thôi mà còn có cuộc sống bình thường. Đương nhiên, nếu như người chơi muốn có cả hai cũng được. Anh nói đến mức em cũng muốn chơi luôn. Bản đồ trong game lớn như vậy chắc chắn chơi rất đã. Trước đây em cũng từng chơi game nông trại rồi, nhưng mà bản đồ quá nhỏ, chơi được vài ngày là chán ngay. Nhưng mà game bây giờ, một là lấy chiến đấu thăng cấp làm chính và sinh hoạt làm phụ, còn hai là lấy sinh hoạt làm chính cộng thêm một chút chiến đấu nữa. Hai việc này hoạt động độc lập, không ảnh hưởng nhiều đến nhau. Chủ yếu nằm ở khâu lập trình thôi. Chúng ta tự viết ra chương trình cho nên có thể bỏ một số hạn chế. Đó là lý do tại sao anh muốn lập công ty của riêng mình. Vì chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được lý tưởng của anh đối với game. Qua đó cũng có thể tạo ra thế giới game trong tưởng tượng của anh.
Sao em ngẩn ngơ vậy? Lên xe đi. À... Trong tương lai, trước khi tung ra bản máy tính, hệ thống sinh hoạt bản di động sẽ được tung ra thị trường trước. Hệ thống sinh hoạt bản di động? Đợi tới khi tung ra bản dành cho máy tính, chúng ta sẽ tung ra đoạn clip giới thiệu về nhà 3D bản máy tính trên bản di động. Và chỉ cần chờ một thời gian sau khi tung ra bản máy tính, thì bản máy tính và bản di động sẽ đồng bộ với nhau. À, giờ thì em hiểu rồi. Nếu như em là một game thủ của game này, nhất định sẽ thử qua bản trên máy tính. Em không ngờ được anh mưu mẹ tới vậy đó. Đúng là một lưới bắt sạch tất cả các game thủ luôn mà. Ôi trời, Nhị Hỷ, tay của em sao lại bị thương vậy? Hả? Bị thương hả? Sao em yêu nghề quá vậy? Bị thương mà vẫn đi làm sao? Nhà chị có một bình rượu thuốc rất công hiệu, ngày mai chị sẽ đem cho em nha. Em cảm ơn chị, không cần dùng rượu thuốc đâu, em chỉ bị mèo cắn một chút xíu thôi à. Trời ơi, em bị chó mèo cắn hả? Vậy nhất định phải vào bệnh viện nha, nếu không em sẽ bị mắc bệnh dại đó. Nguy hiểm lắm luôn á. Em bị mèo gì cắn vậy? Không phải là mèo hoang chứ? Dạo gần đây khu nhà chị xuất hiện rất nhiều mèo hoang nha. Nhị Hỷ, sau này nhất định phải cẩn thận đó, tránh xa chúng nó một chút. À phải rồi ha, ở cạnh nhà chị có một cửa hàng thú cưng, chị cũng có quen với bác sĩ ở đó đó, chị giới thiệu em sẽ được giảm giá. À, không cần không cần đâu, em cảm ơn chị, hôm nay em đã đi chích ngừa rồi, giờ em có việc nên phải về trước nha. Hẹn gặp lại. Giật nhiên cậu nhìn kia, cô ta chính là Triệu Nhị Hỷ đó. Người đó là bạn của Bối Vivi đúng không? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Triệu Nhị Hỷ này suốt ngày đi khắp công ty quanh quanh, nói mình là người yêu của anh Thiếu Tường. Đúng là không tự lượng sức mình, anh Thiếu Tường sao có thể thích cô ta chứ? Mình nghĩ chuyện đó cũng có thể, anh họ vốn dĩ rất lăng nhăng. Nhưng tóm lại mình mặc kệ, phải cho cô ta một bài học, cho cô ta biết tay. Đủ rồi Nana, mình đưa cậu tới đây là để thực tập mà, không phải là để làm những chuyện này. Nếu cậu cứ như vậy hoài, cậu tự đi đi. Giật nhiên à. Cậu nghe cho rõ đây, sau này cậu không được cậy thế và ăn hiếp người khác nữa. Giật nhiên à, có phải là cậu sợ bị Triệu Nhị Hỷ nói với Bối Vivi, rồi Bối Vivi nói lại với Tiêu Nại không? Chẳng phải mình đã nói với cậu rồi sao? Mình đã từ bỏ Tiêu Nại rồi, sau này không được nhắc đến anh ấy nữa. Được, mình biết rồi mà. Tối nay tụi mình đi ăn nha. Mình không thích, cậu đi ăn một mình đi. Nè, Giật nhiên à, vậy thì cái clip đó còn ý nghĩa gì nữa chứ? Bối Vivi thật đáng ghét. Xin mời theo tôi. Mời ngồi. Xin hỏi cô muốn gọi món gì vậy? Tôi còn một người bạn nữa, anh chờ một chút. Dạ được. Mạnh tiểu thư, cậu của cô, giám đốc chân của kỹ thuật chân ướt, đang tìm cô đó. Đã làm ra biết bao nhiêu chuyện sai lầm rồi, mới phát hiện hóa ra mình thật ngốc nghếch. Trong mắt của anh ấy, chắc mình chỉ như một con hề thôi. Xin mời anh đi lối này. Dạ mời ngồi. Cảm ơn. Cô em hỏi yêu quý của anh, sao tự nhiên hôm nay mời anh đi ăn cơm vậy? Cái đuôi của em không đến à? Cái đuôi gì chứ, em họ muốn ăn cơm với anh họ mà cũng thắc mắc. Hôm nay em mời anh gọi món đi. Em sao vậy, có gì không vui à? Thật ra là không có gì, tự nhiên bây giờ ngồi nhớ lại ngày trước, mình đúng là quá ngốc. Hơn nữa, người ta cũng chỉ là có lòng tốt nên mới nhắc nhở em, giúp đỡ em một tay. Nhưng em lại hiểu lầm là người ta thích em. Đúng là nực cười mà. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là vì tên Tiêu Nại? Ba anh dạo này cũng một fan điêu đứng vì cậu ta. Nghe nói công ty họ đang cạnh tranh với công ty chúng ta giành quyền phát triển tầng thiện nữ.
Đúng là không nhận ra được cậu ta có cả bản lĩnh này nữa. Lúc trước em còn nói sẽ giúp đỡ anh ấy, đúng là quá ngốc. Hèn chi người ta chẳng coi em ra gì. Anh họ, thật ra mà nói con người anh ấy rất tốt. Có lẽ ngày trước em chỉ thích anh ấy vì ngoại hình và vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng mà hiện giờ em thích con người anh ấy hơn. Em thật là ngốc. Vậy thì cứ đi dành đi. Em làm không được. Bây giờ anh ấy đối xử rất tốt với người yêu. Em thấy mình không nên quấy rầy họ làm gì. Đúng là nhút nhát quá. Đàn ông họ không giống như phụ nữ. Nếu đổi lại đó là anh, một khi anh đã nhắm vào ai thì anh sẽ dùng trăm phương ngàn kế để cướp cô ấy về. Anh cũng đã có người yêu rồi mà, sao còn nói những lời này chứ? Còn nữa nha, trong công ty hiện giờ ồn ào nhiều chuyện rồi, anh nên thận trọng đó. Được rồi, được rồi. Đừng học theo cậu của em nữa. Bữa ăn này để anh mời, em cứ vui lên đi nha. Phục vụ. Xin chào, đây có phải là nhà của Triệu Nhị Hỷ? Tôi muốn giao hàng cô ấy đã đặt, một thùng quả hạch ba con sóc. Triệu Nhị Hỷ, cô ấy không sống ở đây. Tới đây, tới đây. Không ngờ cậu còn dám đến đây. Tôi tưởng đâu cậu sợ rồi chứ. Tránh ra đi. Cậu biết là ngày mai tôi phải đi nên mua nhiều đồ cho tôi à? Khách sáo ghê ha. Không phải mua cho cậu đâu. Chỉ là vì tôi thấy nặng quá nên tôi viết luôn địa chỉ nhà cậu cho tiện việc nhận hàng. Cứ mỗi lần con mèo của cậu ăn thì đều ăn từng chút một, làm cho tôi thèm ơi là thèm luôn à. Nếu như bây giờ tôi mà không mua quả hạch về để ăn liền thì cũng có ngày tôi sẽ ăn hết thức ăn của nó. Nhưng mà đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Đây, trả tiền cho cậu. Của bố Vivi à? Cậu không cần biết là của ai. Nói tóm lại là kể từ bây giờ trở đi, tôi là người được tự do rồi. Cậu có thể tiến bộ hơn một chút được không vậy? Lấy tiền của bạn cùng ký túc xá trả tôi. Có thể diện quá ha. Dù sao cũng tốt hơn nợ tiền của cậu. Vậy hôm nay có phải là lần cuối cậu tới đây không? Không, không, không. Nó chính xác là lần cuối nhưng cũng không phải là lần cuối. Xem ra là cậu cũng đoán được phần mở đầu nhưng không nhìn ra được đoạn kết. Có gì thì nói thẳng ra. Ý của tôi muốn nói là đây là lần cuối cùng mà tôi tới đây với thân phận là con nợ của cậu. Cho nên cậu cứ yên tâm ra ngoài, cà phê cứ để tôi chăm sóc. Nhưng từ giờ là miễn phí. Tôi không ngờ là Triệu Nhị Hỷ cậu lại... Cậu không cần phải cảm động quá. Tôi quyết định như vậy không phải là vì cậu đâu, mà là vì bé cà phê. Cậu nghĩ thử xem, để một bé mèo con ở nhà cô đơn một mình thì thật là đáng thương. Giả lại, tôi là một người rất coi trọng lời hứa. Nếu như tôi đã hứa với một ai thì nhất định phải giữ lời tới cùng. Cà phê ơi, cà phê. Sáng giờ em có nhớ chị không nè? Để chị lấy thức ăn cho em nha. Cà phê. Cà phê à? Cắn chị rồi bây giờ lại muốn nịnh chị hả? Em đang xin lỗi chị có đúng không? Được rồi, tha lỗi cho em đó nha. Em thấy hệ thống nhà ở còn có thể bổ sung thêm thứ gì đó, đặc biệt là sự tương tác giữa các gia đình với nhau. Em nghe bản nhạc này thấy thế nào? Tiêu tiên sinh à, rốt cuộc nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy? Ừ, ý tưởng chín muồi thì viết báo cáo đưa cho anh. Thank you.
tại sao phu nhân lại cắn ta? Ta nhất định phải đòi lại công bằng. Đây là lần đầu tiên anh yêu thiệt hả? Ừ. Nhưng sao nhìn anh có vẻ kinh nghiệm quá vậy? Nhìn thấy em không cần học cũng biết. Chiều nay có đến nữa không? Không đến. Thực tập sinh đi làm không có lương nên cuối tuần em phải nghỉ ngơi chứ. Vậy thì em coi nhà nha, đừng có về nhà Hiểu Linh. Kêu mình coi nhà nhưng đây có phải là nhà của mình đâu. Xin chào, giám đốc gọi tôi tới để tiếp đãi các cô. Nếu như có cần gì các cô cứ nói với tôi. Cũng bình thường thôi mà, chúng tôi đều là bạn của giám đốc Chân. Như vậy nha, rót cho chúng tôi mấy ly cà phê đi, chúng tôi đợi anh ấy ở đây. Dạ được ạ. Nè, đưa điện thoại cho mình, đưa cho mình đi. Thật là ngại quá, là do tôi bất cẩn. Không, không sao, không sao hết. Vậy cô rót cho tôi ly khác đi.只愿为你赶走所有烦恼。